Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Thể thao và Cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay sẽ cung cấp tới quý vị những thông tin thú vị về môn bóng đá, lợi ích đối với sức khỏe khi tập luyện môn thể thao vua này. Tiếp đó, huấn luyện viên Phúc Lâm của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, cựu cầu thủ của câu lạc bộ ACB Hà Nội sẽ hướng dẫn quý vị bắt đầu chơi bóng đá một cách chuyên nghiệp với những động tác cơ bản đầu tiên. Cuối chương trình là câu chuyện thể thao, phong trào chơi bóng đá ở trường tiểu học An Tảo, thành phố Hưng Yên. Được mệnh danh là môn thể thao vua, bóng đá được rất nhiều người trên khắp hành tinh yêu thích. Vậy bóng đá có lịch sử như thế nào? Quốc gia nào là quê hương của bóng đá? Quả bóng hơi đầu tiên, chiếc còi đồng, thẻ vàng, thẻ đỏ ra đời như thế nào? Và cầu môn có cần lưới hay không? Những câu hỏi này sẽ được chúng tôi giải đáp ngay sau đây. Trung Quốc là cái nôi của bóng đá. Nhiều người trong quý vị nghĩ rằng nước Anh là quê hương của bóng đá, nhưng thực tế Trung Quốc mới là nơi sản sinh ra môn thể thao vua này. Còn nước Anh đóng vai trò mấu chốt trong việc tôn vinh và phát triển bóng đá. Mãi đến năm 2004, FIFA mới chính thức công nhận Trung Quốc là cái nôi của bóng đá. Bóng đá ra đời vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên và được gọi là Kuzu, vốn là một bài tập luyện của quân đội nhà Hán thời đó. Các binh sĩ tranh giành nhau chai bóng bằng da, tìm cách sút vào cầu môn làm bằng vải lụa có khoan lỗ. Để phục vụ cho các trận cầu, người Trung Quốc cổ đã biết chế quả bóng đá bằng da, chai bóng được làm đầy bằng lông hoặc tóc. Quả bóng hơi lần đầu tiên xuất hiện tại Hy Lạp, được thổi căng với lớp bọc bằng da lợn hoặc da hươu. Năm 1844, nhà khoa học người Mỹ Charles Goodyear mới phát minh ra cách lưu hóa cao su Ấn Độ. Nhờ đó, trái bóng mới bắt đầu được tạo ra với hai lớp vỏ bọc. Năm 1970, quả bóng đen trắng ngày nay với lớp vỏ 6 góc là một phát minh của người Đức. Thẻ vàng, thẻ đỏ. Thẻ vàng, thẻ đỏ được sử dụng lần đầu tiên tại giải vô địch bóng đá thế giới 1970 sau vụ náo động tại trận đấu giữa Argentina và Anh tại giải vô địch bóng đá thế giới 1966. Cầu môn hóa ra không cần lưới. Cầu môn được sử dụng để giúp trọng tài xác nhận những bàn thắng. Điều thú vị là luật bóng đá thế giới hiện nay không ép buộc cầu môn phải có lưới. Tuy vậy, hình ảnh trái bóng làm tung lưới đã trở thành một điều đương nhiên đối với người hâm mộ. Bóng đá là môn thể thao mang lại nhiều lợi ích kỳ diệu đối với sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn, như cải thiện chức năng tim mạch, khỏe xương, giảm mỡ bụng, tăng cường chức năng não bộ. Đá bóng cải thiện chức năng tim mạch. Chơi bóng đá thường xuyên giúp bạn ổn định nhịp tim và lưu thông máu tốt hơn trong cơ thể. Nhờ vậy, đảm bảo rằng bạn sẽ không gặp phải các vấn đề tim mạch trong tương lai. Tăng mật độ xương, phòng tránh loãng xương. Chạy thường xuyên trong mỗi trận đấu tăng tải trọng lên xương, kích thích quá trình tích lũy phát triển xương và phòng ngừa hư hại xương. Giảm mỡ cơ thể một cách tự nhiên. Chơi bóng đá là một cách tập thể dục đốt cháy calo nhanh hơn, cho bạn một thể hình hấp dẫn hơn chỉ trong vài ngày mà không phải trải qua các bài tập nặng nhọc trong phòng tập gym. Tăng cường sức mạnh cơ bắp, làm cơ bắp rắn chắc hơn. Khi chơi bóng đá, bạn thường cố gắng để đạt tốc độ nhanh. Đá bóng huy động kéo giãn cơ cả phần thân trên và thân dưới, tăng cường sức dẻo dai và làm săn chắc cơ thể, đẩy lùi bụng vệ. Đá bóng đưa ta đến một cuộc sống không có stress. Chơi bóng đá trong một thời gian dài có thể khiến não bộ của bạn giải phóng ra chất endorphin, làm dịu lại các neuron thần kinh và giúp bạn giải tỏa mọi ưu tư, phiền não hay lo lắng. Đá bóng giúp bạn kết nối giữa cơ thể và trí não. Đá bóng cải thiện sự tập trung và các kỹ năng chống đỡ lại đối phương, nên hình thành nên độ chính xác trong suy nghĩ, giúp bạn đạt được sự phối hợp tốt hơn giữa cơ thể và trí não, do đó có thể phòng tránh các bệnh suy giảm nhận thức hay suy giảm trí tuệ. Tăng cường thị lực, sức bền và sức chịu đựng. Đá bóng tăng cường sức mạnh của thị lực bởi bạn luôn phải quan sát và có đôi mắt tinh anh để đá bóng trúng đích, chuyền bóng chuẩn xác hoặc bắt bóng chính xác. Sự rèn luyện này khiến mắt bạn ngày một tinh tưởng hơn, nó không khác gì một bài tập tự nhiên cho mắt. Môn thể thao này còn góp phần tăng sức bền và khả năng chịu đựng của bạn theo thời gian, cả về mặt thể chất lẫn trí não. Xin chào quý vị và các bạn. Bóng đá là một môn thể thao vua. Rất nhiều người yêu thích và biết về bóng đá. Nhưng mà bắt đầu với bóng đá một cách chuyên nghiệp, bài bản và đúng kỹ thuật thì không phải là ai cũng biết. Ngày hôm nay thì tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng đến với Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF trên địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Xin chào anh ạ. Chào bạn. Em là Đăng Mạnh, đến từ Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và xin được giới thiệu quý vị, đây chính là huấn luyện viên bóng đá Phúc Lâm của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Ngày hôm nay thì em rất là muốn anh sẽ giúp cho Đăng Mạnh cùng với quý vị khán giả sẽ được biết về những cái động tác chơi bóng đá cơ bản để mọi người có thể bắt đầu với bóng đá một cách bài bản và đúng kỹ thuật nhất ạ. Ok, mời Mạnh cùng tham gia buổi tập của chúng tôi. Dạ vâng, cảm ơn anh. Xin chào tất cả các bạn U12 của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Chào chú ạ. Chú đến từ Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và ngày hôm nay thì rất là muốn là sẽ được cùng với các bạn học những cái bài tập bóng, những cái bài tập để chơi cái môn bóng đá. Hy vọng là chúng ta sẽ có một buổi chơi bóng thật là thú vị nhá. Vâng ạ. Bây giờ thì xin mời anh Lâm sẽ giúp cho đội bóng cũng như là quý vị khán giả truyền hình
biết về kỹ thuật tâng bóng. Trong bóng đá, cái cảm giác bóng rất là quan trọng. Chính vì thế cái bài tập tâng bóng này là cho các em làm quen với cảm giác bóng từ ban đầu, rồi bắt đầu mới bước qua những cái bài tập tiếp theo. Và hôm nay chúng ta sẽ làm quen với 3 bài tâng bóng cơ bản nhất là tâng mu, tâng lòng và tâng đùi. Thì mình sẽ giới thiệu với bạn cái động tác tâng bóng bằng mu trước. Cái động tác tâng bóng bằng mu, điểm quan trọng nhất là cái điểm tiếp xúc bóng phải vào giữa mu. Và khi bóng rơi xuống cái điểm tiếp xúc thì chân bạn phải hơi hích lên phía trước một chút. Thường thường các bạn nếu như không có chỉ dẫn, các bạn làm động tác sai khi bóng tiếp xúc, các bạn duỗi thẳng cái mu này ra, bóng nó sẽ thường thường là nó sẽ hướng ra phía trước. Và các bạn sẽ phải vất vả để khống chế lại quả bóng đấy. Nếu như chúng ta làm động tác khi bóng nó rơi xuống hơi hách lên thì bóng nó sẽ rơi thẳng. Vấn đề còn lại là mình chỉ điều chỉnh cái cảm giác bóng mạnh và nhẹ để cho nó trong cái tầm kiểm soát của chúng ta. Vừa rồi thì huấn luyện viên Phúc Lâm đã hướng dẫn tôi về kỹ thuật tâng bóng bằng mu bàn chân. Và bây giờ thì tôi sẽ thực hiện cái động tác này. Anh sẽ giúp em xem thử xem là cái lần tâng bóng này thế nào nhé. Khi bóng tiếp xúc với mu bàn chân, chân bạn thả lỏng quá và bạn không gồng cứng cái mu lên. Cái chân thứ nhất, thứ hai là cái mu của bạn là duỗi ra quá, nó lỏng quá, nó không có lực thì bóng rơi xuống nó sẽ bị không lẩy lên. Trong cái tâng bóng bằng mu này, động tác cơ bản, khi bóng rơi xuống, cứng mu bàn chân lên, hơi hếch lên phía trước một chút, bóng sẽ lẩy lên phía trước. Vâng. Bây giờ bạn có thể làm thử theo hướng dẫn của mình không? Cái điểm chạm, cái điểm tiếp xúc bóng chưa đúng. Điểm tiếp xúc bóng là vào giữa mu bàn chân. Vâng. Vừa rồi bạn điểm tiếp xúc bóng của bạn vào phía cổ chân, trên bóng sẽ lẩy ra. Bạn có thể làm lại. Dạ vâng. Đúng là không hề dễ dàng một chút nào quý vị ạ. Mới chỉ là động tác đầu tiên thôi, động tác tâng bóng bằng mu, nhưng mà tôi làm đến lần thứ hai rồi mà vẫn chưa được. Bây giờ thì sẽ thử thêm một lần nữa. Đúng rồi, bóng nó sẽ khi tiếp xúc cái điểm tiếp xúc đúng, bóng sẽ là bay thẳng, thẳng lên trên. Đúng rồi. Vâng. Xin cảm ơn anh. Như vậy là cái động tác vừa rồi em làm là cũng đã đúng kỹ thuật rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Vậy là tôi cũng đã thực hiện được cái động tác tâng bóng bằng mu sau rất là nhiều lần mà anh Lâm đã hướng dẫn rất là chi tiết và cặn kẽ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là các bạn của đội U12 bóng đá trẻ PVF thì sẽ thực hiện động tác này như thế nào. Thả lỏng cái tay nhịp nhàng, phối hợp, linh hoạt các khớp, cổ chân, đầu gối và cái hông, không gò cứng quá, thả lỏng ra. Bảo anh các bạn thân mến, chúng ta đã vừa được chứng kiến các bạn của đội U12 bóng đá trẻ PVF thực hiện việc tâng bóng bằng mu bàn chân. Và bây giờ thì huấn luyện viên Phúc Lâm sẽ giúp chúng ta cách tâng bóng bằng lòng bàn chân. Chúng ta bước chân lên hơi khịu gối xuống, điểm tiếp xúc bóng sẽ là giữa lòng. Và trong cái động tác này thì cái nhịp chân đệm rất là quan trọng, bởi vì cần phải phối hợp vận động giữa hai chân với nhau, một chân tiếp xúc bóng và một chân làm một nhịp ở giữa. Tôi sẽ làm thử rồi bạn sẽ làm theo nhé. Điểm tiếp xúc, điểm tiếp xúc vuông góc, ngửa lòng, đầu gối chân trụ hơi khuỵu xuống. Bạn có thể làm theo chỉ dẫn của tớ. Vâng. Bạn có thể làm với bước chân trái lên. Bạn bước chân trái lên, bạn làm bằng chân thuận của mình. Vâng. Hạ thấp đầu gối, trọng tâm xuống, hơi trùng đầu gối xuống. Ok. Vừa rồi cái động tác của bạn chưa đúng, bởi vì cái điểm tiếp xúc nó ở dưới thấp, chân bạn chưa vuông được lên góc, cái lòng bạn chưa hướng được lên trên. Dạ. Cho nên bóng nó sẽ không lẩy lên cái vị trí mà bạn có thể kiểm soát được. Không lẩy thẳng lên đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Nó có hướng đi xa ra bên ngoài. Động tác đúng là khi bước lên đầu gối hơi trùng và cái điểm tiếp xúc bóng nó phải ở cái điểm cao.
bạn bị cái điểm tiếp xúc bóng nó rơi thấp quá. Mình sẽ làm lại này. Khi ban đầu với những người mới thì mình có thể dùng cái lực mạnh một chút để bóng lên cao, để mình có thời gian mình làm động tác với chân tiếp theo. Ok. Chắc có lẽ là em sẽ thực hiện một động tác thôi. Okay. Tâng được bóng lên đã, đúng không ạ? Đúng và rồi. Sẽ cần phải có thời gian để mình có thể tâng được bằng hai chân. Bây giờ sẽ là em sẽ thực hiện cái động tác tâng bóng bằng lòng bàn chân. Oh. Gần được rồi đấy. Bắt đầu thấy bóng tốt đã, hơn. Bóng đã có vẻ là đi bớt xa rồi đúng không? Hơi khịu xuống một chút, đầu gối hơi khịu xuống chân trụ. Vâng. Vuông góc lên. Gần được. Các bạn thân mến, với động tác tâng bóng này thì có vẻ như là tôi gặp khó khăn hơn rất là nhiều. Khi mà mất rất là nhiều lần thì mới chỉ tâng gần đúng kỹ thuật thôi. Anh Lâm này, để mà có thể tâng bóng được một cách kỹ thuật và tâng giỏi như các bạn thì sẽ mất nhiều thời gian để tập luyện không ạ? Ban đầu làm nó sẽ rơi nhiều nhưng mà mình phải kiên trì. Bởi vì trong bóng đá cái cảm giác nó rất quan trọng. Nếu như mà mình không lấy được cái cảm giác bóng thì đá bóng rất là khó. Vâng. Cho nên trong tất cả các bài tập của chúng tôi thường thường là cái phần tâng bóng cho các bạn làm hàng ngày. Nếu như quý vị muốn trở thành một cầu thủ bóng đá, có thể là hoặc là đơn giản là mình chỉ đá bóng giỏi thôi, chắc chắn là sẽ phải tập luyện nhiều hơn và chăm chỉ hơn rất là nhiều rồi. Tôi sẽ phải cần nhiều thời gian hơn nữa để có thể thực hiện tốt cái động tác này. Cảm giác vừa phải thôi. Các bạn đã được theo dõi kỹ thuật tâng bóng bằng lòng bàn chân mà các bạn của đội U12 bóng đá trẻ PVF đã thực hiện. Và chúng ta sẽ cùng đến với cách tâng bóng thứ 3, đó là tâng bóng bằng đùi với phần hướng dẫn của huấn luyện viên Phúc Lâm. Trong cái phần tâng bóng bằng đùi này, khi bóng rơi xuống, chân nhấc lên vuông góc cho cái điểm tiếp xúc bóng vào phần cơ đùi phía trong, cố gắng là cái điểm tiếp xúc là sẽ là cái phần cách cái đầu gối tầm là khoảng 5 phân. Bởi vì khi nếu như cái điểm tiếp xúc sai, các bạn để ra ngoài thì bóng sẽ lẩy ra, và khi bóng tiếp xúc vào trong thì bóng nó sẽ không lẩy lên. Và trong cái phần tâng này thì nó phối hợp phần thân trên nhịp nhàng, cái phần hông này, rồi là hai chân này, cái điểm nhịp. Vâng. Kỹ thuật này thì có vẻ như là em cảm thấy hào hứng hơn là mình sẽ muốn được thực hiện. Bởi vì ngày xưa là em chơi tâng cầu là cũng tâng được đấy. Thế thì cho em thử tâng bóng bằng đùi xem như thế nào. Ok, mời bạn. Anh sẽ xem giúp em xem là có đúng kỹ thuật không anh nhá. Okay. Dạ. Có được không ạ? Chân cao hơn một chút nữa cao hơn thì một chút bóng nữa. Nó sẽ dựng lên cái phía bạn có thể kiểm soát dễ hơn. Dạ vâng. Bây giờ thì em sẽ thực hiện một lần nữa xem sao. Đúng rồi. Đó, bạn có thể làm với hai chân xem nào. Hai chân đúng không ạ? Có vẻ level là khó hơn đây. Đúng rồi. Cố gắng cái điểm tiếp xúc của bạn chân vuông góc hơn một chút nữa. Bạn vẫn hơi bị thấp vuông một chút. Cái đầu gối bạn chưa đưa đến cái tầm vuông góc. Nhưng mà có thể thấy là cái động tác này là em làm còn năng khiếu hơn so với cả hai động tác trước đúng không ạ? Tốt hơn các động tác trước đấy. Vâng. Bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng theo dõi các cầu thủ U12 của bóng đá trẻ PVF thực hiện kỹ thuật tâng bóng bằng đùi. Vuông chân lên, cố gắng thả lỏng thân trên, linh hoạt cái bước nhịp của chân trụ, điều chỉnh lực chạm bóng. Như là Đăng Mạnh có tập, anh cũng vừa có hướng dẫn đấy, thì cái việc mà chỉ thực hiện cái động tác đơn thôi là cũng đã khá là khó khăn rồi. Vậy thì với những người là mới chơi thì chúng ta sẽ thực hiện động tác đơn trước hay là mình sẽ tập hai chân luôn? Thường ấy, thì các bạn sẽ tập làm quen một chân trước, tâng một chân, sau đó bắt đầu mới kết hợp hai chân. Một chân để các bạn biết được cái cảm giác, mình sẽ làm quen với cái cảm giác. Đó, mình sẽ tăng dần độ khó lên. Ví dụ ban đầu mình tập một chân, xong đến chân thứ hai, sau đó mình kết hợp hai chân. Vâng. Sau đó mình có thể kết hợp thêm các động tác nữa. Vâng.
Ví dụ như bây giờ mình nâng cái độ khó lên, mình tâng bằng mu, sau đó mình kết hợp mu với cả hai lòng trong. Dạ. Làm thế nào để có thể kết hợp được các động tác với nhau ạ? Cái động tác kết hợp bóng thì nó yêu cầu là cái phối hợp vận động của cơ thể. Từ cái phần thân dưới đến phần hông, mình luôn luôn phải linh hoạt, dẻo. Và cái điểm tiếp xúc bóng ấy, thì mình luôn luôn có cái bước chân nhịp ở giữa để làm sao nó sang cái chân thứ hai nó linh hoạt, ví dụ như này. Quả thật là chơi bóng đá một cách đúng kỹ thuật thì không dễ một chút nào quý vị ạ. Hôm nay thì tôi mới chỉ học về kỹ thuật tâng bóng thôi, thế nhưng mà cũng đã rất là khó rồi. Chắc là sẽ phải tập thêm rất là nhiều nữa thì mới có thể thực hiện được những cái động tác này giống như các đội các bạn ở trong đội bóng U12 của PVF. Chúng ta sẽ cùng theo dõi sự kết hợp tâng bóng, các động tác bằng lòng bàn chân, bằng mu bàn chân và bằng đùi của các bạn như thế nào nhé, sau cái phần hướng dẫn vừa rồi của huấn luyện viên Phúc Lâm. Vừa rồi thì các bạn đã thực hiện cái động tác tâng bóng kết hợp. Vậy thì khi mà thực hiện động tác này, nó sẽ mang lại những cái lợi ích gì ạ? Khi chúng ta kết hợp các động tác lại với nhau thì nó sẽ có tác dụng là phối hợp các bộ phận trên cơ thể. Tay, chân, hông, đùi. Mình phối hợp linh hoạt các bộ phận trên cơ thể lại với nhau. Vâng. Để có thể cái cơ thể nó có thể vận động cùng lúc, nó phối hợp chân tay rồi là các bộ phận với nhau nó tốt hơn. Câu hỏi này là Đăng Mạnh muốn hỏi và muốn anh sẽ trả lời thật lòng nhá. Đấy là anh thấy rằng là với cái khả năng của em ấy thì liệu có thể trở thành cầu thủ bóng đá được không? Nếu bạn kiên trì, bất cứ ai cũng có thể thành cầu thủ bóng đá. Nghĩa là bây giờ chỉ cần một sự kiên trì thôi đúng không ạ? Đúng ạ. Vâng. Thưa quý vị, là mặc dù là ngày hôm nay thì tôi không thể nào mà bằng được các bạn U12, nhưng mà các bạn ấy đã tập trước tôi tới 4 tháng rồi, đã có tới 4 tháng được đào tạo ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Và như anh Lâm đã chia sẻ rằng là bất cứ ai cũng có thể trở thành cầu thủ bóng đá. Và nếu quý vị có niềm đam mê thì hãy nuôi dưỡng ước mơ đấy và sẽ cố gắng kiên trì tập luyện mỗi ngày nhé. Hôm nay thì rất là cảm ơn anh Lâm khi mà đã dành thời gian cho chương trình và hướng dẫn những cái động tác cơ bản cho những người mới bắt đầu, mới làm quen với bóng đá. Cảm ơn anh rất là nhiều. Trong những năm qua, bên cạnh việc quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, kiến thức cho học sinh, trường tiểu học An Tảo, thành phố Hưng Yên cũng luôn quan tâm đẩy mạnh các hoạt động giáo dục thể chất nhằm phát triển thể lực, giúp trẻ phát triển một cách toàn diện. Đây là sân bóng đá nhân tạo có diện tích trên 350m², được trường tiểu học An Tảo xã hội hóa đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2018 với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng. Phong trào bóng đá học sinh của nhà trường đã có từ nhiều năm trước, nhưng với sự quan tâm, đầu tư của nhà trường và các bậc phụ huynh học sinh thì phong trào ngày càng được phát triển hơn và đã trở thành môn thể thao thế mạnh được đông đảo các em học sinh yêu thích và tham gia tập luyện. Con được tham gia bóng đá ở trường từ năm lớp 3, con rất là thích, con thấy đi tập bóng đá ở trường thấy rất là khỏe và rất là vui. Ngày nào con cũng ra tập bóng đá ở trường, hiện tại con đang được chọn trong đội tuyển bóng đá của tỉnh. Vào những dịp lễ kỷ niệm như ngày 26 tháng 3, ngày 20 tháng 11 hàng năm, trường tiểu học An Tảo lại tổ chức các giải bóng đá cho các khối lớp trong nhà trường, tạo điều kiện cho các em học sinh có cơ hội giao lưu, học hỏi, từ đó thúc đẩy phong trào bóng đá ngày càng phát triển hơn. Hiện nay, trường tiểu học An Tảo có trên 10 em học sinh được lựa chọn và tập luyện thi đấu cho đội tuyển bóng đá của tỉnh. Phong trào bóng đá của nhà trường được cải thiện rõ ràng, đi lên rất là vững mạnh, các cháu tham gia là rất là hào hứng. Đây cũng là một cái môn thể thao được không chỉ có học sinh ưa thích mà bản thân cha mẹ, phụ huynh học sinh cũng rất là đồng tình, ủng hộ. Cái phong trào bóng đá đó đã mang lại cho học sinh phát triển thể chất rất là tốt. Với sự quan tâm, đầu tư phát triển của nhà trường, cùng sự đam mê, nỗ lực của các em học sinh, phong trào bóng đá học đường của trường tiểu học An Tảo ngày càng phát triển với 7 năm liên tục giành cúp vô địch giải bóng đá tiểu học cấp thành phố cùng nhiều thành tích cao khác tại các giải bóng đá U10, U11.
Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí thể thao và cuộc sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.